Chương trình truyền hình thứ hai năm tháng 11 trên kênh 7 gồm có 5 giờ 5 phút chiếu phim phim truyện Anh Chạy Trốn tập 8, 6 giờ phim hoạt hình phim bồ, 6 giờ 30 phút chào ngày mới, 7 giờ ca nhạc bài ca quê hương, 7 giờ 30 phút trò chuyện cuối tuần, 8 giờ 15 phút di sản thế giới, 8 giờ 30 phút du lịch vòng quanh thế giới Puerto Rico, 9 giờ cuộc sống quanh ta, những việc tưởng như nhỏ. 9 giờ 20 phút chiếu phim phim truyện Việt Nam Ngày Lễ Thánh tập 1 và 2. 11 giờ 10 phút bác sĩ gia đình. 11 giờ 30 phút kiến thức tiêu dùng, sử dụng và bảo quản xi măng chất lượng cao. 12 giờ chiếu phim phim truyện Hồng Kông Tình Yêu Đích Thực tập 19 và 20. 13 giờ 45 phút văn hóa ẩm thực món ăn xứ Huế. 14 giờ chiếu phim phim truyện Trung Quốc Thời Gian Đẹp Nhất tập 8. 14 giờ 50 phút chiếu phim phim truyện Nga Đội Đặc Nhiệm tập 1. 16 giờ câu lạc bộ thể thao. 16 giờ 40 phút nhịp sống thể thao. 17 giờ chiếu phim phim truyện Đài Loan Sợi Dây Chuyền Định Mệnh tập 31. 18 giờ bản tin kinh tế. 18 giờ 15 phút phim tài liệu Ông Đặc Phái Viên Của Cụ Hồ. 19 giờ sân khấu thứ nhì Rối Con Mèo Mà Trèo Cây Cao. 19 giờ 30 phút phim hoạt hình Siêu Quậy Sam. 19 giờ 50 phút tin thế giới, 20 giờ ký sự Amazon, 20 giờ 20 phút chinh phục đỉnh Everest, 20 giờ 30 phút chương trình thử thách, 21 giờ 30 phút tâm hồn Việt, 22 giờ 15 phút tin trong nước, 22 giờ 30 phút nhạc thính phòng bản giao hưởng số 4 Tchaikovsky, 23 giờ 20 phút nhịp sống Sài Gòn nhà thờ Hạnh Thông Tây, 23 giờ 40 phút tin cuối ngày.